Ở phong độ cao nhất, Bruno Fernandes cùng kỹ năng tuyệt vời của mình có thể giúp Manchester United thắng bất cứ đối thủ nào. Nhưng tại Bồ Đào Nha thì điều ấy dường như lại biến mất, cậu ấy tàng hình trong mọi trận đấu của đội bóng. Jose Mourinho nói về màn trình diễn của cầu thủ đồng hương tại Euro 2020. Từ hơn một thập kỷ qua, khi nhắc tới Bồ Đào Nha, chúng ta sẽ ngay lập tức liên tưởng tới một đội tuyển của Cristiano Ronaldo và những người bạn. Điều này cũng dễ hiểu khi chính CR7 chứ không ai khác đã đưa đội tuyển có biệt danh Seleccao châu Âu đạt tới đẳng cấp như hiện tại. 117 bàn thắng sau 191 trận, một Euro 2016 và một Nations League 2019. Không ngoa khi nói Cristiano Ronaldo chính là cầu thủ vĩ đại nhất mà quốc gia thuộc bán đảo Iberia may mắn sở hữu trong đội hình. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ có một thứ luôn được xem là kẻ thù của họ, một thứ luôn tồn tại song song và luôn trực chờ tới ngày buộc họ phải giải nghệ. Đó không gì khác chính là thời gian. Thời gian dường như là thứ rất vô tình. Nó đã và đang lấy đi cầu thủ hay nhất mà Bồ Đào Nha sở hữu. Tuy vẫn còn kỳ World Cup 2022 ở trước mắt, nhưng dường như người hâm mộ Seleccao châu Âu cũng hiểu được Ronaldo sẽ không thể một mình gồng gánh Bồ Đào Nha trên con đường này được nữa. Một siêu anh hùng mới, một người lái đỏ mới là điều mà những fan hâm mộ Bồ Đào Nha tìm kiếm vào lúc này. May mắn là nghi vấn ấy cũng đã có câu trả lời ngay lập tức. Cầu thủ đó không ai khác chính là Bruno Fernandes. Bruno Fernandes bắt đầu được cả thế giới quan tâm chú ý tới là tại giải vô địch U21 châu Âu năm 2017, nơi họ dù chỉ kết thúc ở vị trí thứ hai và bị loại, Bruno Fernandes vẫn biết cách trở nên nổi bật trong một tập thể rất nhiều tài năng của Bồ Đào Nha. Chính màn trình diễn chói sáng này là chiếc chìa khóa giúp tiền vệ trẻ người Bồ được Sporting Lisbon chiêu mộ. Tại đây, những tinh hoa của một tiền vệ tấn công được Bruno Fernandes bộc lộ với vô số bàn thắng cùng những pha kiến tạo trong màu áo xanh trắng, giúp anh có được lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. World Cup 2018 chính là sân chơi danh giá đầu tiên mà Bruno được chơi trong màu áo Seleccao châu Âu. Trái ngược hình ảnh của một tiền vệ tài hoa xuất chúng tại Sporting, thì hình ảnh của anh tại World Cup năm ấy là một sự bạc nhược. Tiền vệ số 16 không thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình. Tuy Bồ Đào Nha cũng góp mặt tới tận vòng 1/8, nhưng số phút mà tiền vệ Sporting ra sân chỉ khoảng hơn 200 phút đổ lại. Đây có thể được xem là một trong những thất bại đầu tiên của Bruno trên con đường chứng tỏ bản thân tại đội tuyển quốc gia. Nhiều người biện minh cho thất bại của Bruno tại Bồ Đào Nha rằng anh không phù hợp với sơ đồ mà Fernando Santos đã áp dụng, một sơ đồ 4-4-2 cổ điển khiến một tiền vệ công như anh không có đất diễn. Nhưng khi Fernando Santos chuyển sang 4-2-3-1 như mong ước của tiền vệ người Bồ tại trận đấu với Tây Ban Nha thì bản thân cũng không thể hiện được bất cứ điều gì. Trở lại Sporting Lisbon, Bruno Fernandes vẫn là anh, là đầu tàu mang tới những thành công cho đội bóng tới từ Bồ Đào Nha. Bùng nổ nhất chính là mùa giải 2018-2019, nơi tiền vệ sinh năm 1994 giúp Sporting đạt cú đúp danh hiệu cùng thành tích ghi được 33 bàn sau 53 trận đấu. Đây cũng chính là mùa giải giúp Bruno Fernandes được Man United chú ý và mua về tại mùa đông 2020. Trong khoảng thời gian này, Bruno vẫn có một suất được triệu tập lên đội tuyển Bồ Đào Nha cho đấu trường Nations League, nơi Seleccao châu Âu đã xuất sắc đánh bại Hà Lan để lên ngôi vô địch Nations League. Tuy nhiên, dấu ấn của anh cho cả hành trình này vẫn là rất ít ỏi, hoặc có thể nói là dường như không có. Bruno Fernandes trên tuyển quốc gia và trong màu áo câu lạc bộ hoàn toàn là hai con người trái ngược nhau. Anh lạc lõng và có phần chật nhịp trong chiến thuật của Fernando Santos. Nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối bởi họ biết tài năng của anh là như thế nào, nhưng vẫn không tài nào giải đáp được những khúc mắc mà Bruno đang gặp phải trong màu áo đỏ xanh này. Tại Euro 2020, đội tuyển Bồ Đào Nha với tư cách là nhà đương kim vô địch được người hâm mộ kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công trước vô địch như cái cách mà Tây Ban Nha đã từng làm trong quá khứ. Seleccao châu Âu được kỳ vọng như thế là bởi họ đang sở hữu cho mình lứa cầu thủ được cho là tốt nhất kể từ thời của Luis Figo, Rui Costa. Đặc biệt nhất có lẽ là sự góp mặt của một trong những tiền vệ tấn công hay nhất là Bruno Fernandes, người có thể tung ra những đường chuyền sắc lẹm dành cho Cristiano Ronaldo, cũng như là có thể san sẻ trách nhiệm ghi bàn với người đàn anh. Hoài nghi cho anh tại đấu trường này vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn. Tuy nhiên, ngoài anh ra, người hâm mộ cũng không biết tìm ai để có thể tin tưởng và dựa dẫm vào nữa. Ở trận đấu đầu tiên tại kỳ Euro lần này, không có gì bất ngờ khi huấn luyện viên Santos sử dụng ngay Bruno trong đội hình xuất phát với vị trí thi đấu sau lưng của Ronaldo. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là trận đấu đó, số 11 của Bồ Đào Nha không tạo ra một tình huống nguy hiểm nào lên khung thành của đội tuyển Hungary. Ở trận đấu kế tiếp khi đối đầu với đội tuyển Đức, người ta kỳ vọng Bruno sẽ mang đến sự khác biệt dành cho Seleccao châu Âu. Nhưng cũng lại là một sự thất vọng khác. Người ta chỉ thấy một Bruno mệt mỏi rệu rã, không có sự kết nối với các đồng đội. Ở trên sân, anh thậm chí còn không xuất hiện trên khung ảnh camera thường xuyên. Kết quả là đội tuyển Bồ Đào Nha của Bruno đã thua thảm bại các cỗ xe tăng Đức với tỷ số 4-2. Sau trận đấu ngày hôm đó, cựu huấn luyện viên của Manchester United là Jose Mourinho đã có những phát biểu chỉ trích hướng thẳng về phía Bruno sau khi chứng kiến cầu thủ đồng hương thi đấu tại hai trận đầu tiên của vòng bảng. Bồ Đào Nha ở đẳng cấp cao nhất có thể đánh bại mọi đối thủ, nhưng đây là môn thể thao 11 người và ở hai trận đấu đó, dù xuất hiện trên sân nhưng Bruno lại không hề chơi bóng. Bồ Đào Nha có 3 cầu thủ tấn công tuyệt vời là Jota, Ronaldo và Bernardo Silva. Chúng ta cần sự kết nối giữa họ, nhưng Bruno lại chưa thực sự làm đúng vai trò. Sau hai trận đấu thất vọng đó đã khiến huấn luyện viên Santos bắt buộc phải có những sự thay đổi ở trận đấu kế tiếp đối đầu với đội tuyển Pháp. Bruno đã được cho lên ghế dự bị và chỉ được vào sân ở những phút cuối trận, nhưng bản thân anh cũng không để lại ấn tượng gì ở trên sân cả. Kế tiếp là trận đấu vòng loại trực tiếp đối đầu với đội tuyển Bỉ. Anh cũng chỉ được vào sân vào hiệp 2 khi đội nhà đang bị dẫn 1-0 với hy vọng anh có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Tuy nhiên sau cùng thì những gì anh để lại trên sân chỉ gói ghém trong hai chữ thất vọng. Không chỉ giới truyền thông, người hâm mộ mà kể cả những người có chuyên môn cũng đã thừa nhận rằng Bruno đã thật sự thất bại tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Nó khác xa với hình ảnh huyền ảo mà anh vẫn thường làm tại Man United. Niềm tin của người hâm mộ dành cho tiền vệ sinh năm 1994 ngày một hao hụt. Liệu họ có thể tin tưởng anh tiếp được không khi Ronaldo đang có dấu hiệu xuống sức của tuổi tác, nhưng Bruno lại không thể đảm nhiệm tốt trọng trách của người lèo lái tiếp theo cho con thuyền Bồ Đào Nha. Kết thúc mùa giải năm ấy, thay vì dành ra khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống bên cạnh gia đình, người thân của mình, Bruno Fernandes đã tự rút ngắn kỳ nghỉ của mình để trở lại tập luyện nhằm lấy lại thể lực, cảm giác bóng, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho phần còn lại của cả mùa giải. Hành động này dường như đã thể hiện được rằng tiền vệ người Bồ đang quyết tâm ra sao để có thể lấy lại hình ảnh của chính mình sau khi trải qua mùa giải không như mong đợi trong cả màu áo Man United và tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Và may mắn sự khổ luyện của anh đã được đền đáp một cách xứng đáng. Bruno tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu được Fernando Santos tin tưởng và sử dụng nhiều hơn. Tuy thất bại trong việc giành lấy tấm vé đầu tiên tại bảng A, Bồ Đào Nha với Bruno Fernandes trong đội hình vẫn xuất sắc vượt qua vòng play-off cuối cùng để có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong hành trình này, trận đấu cuối cùng gặp Bắc Macedonia có lẽ là trận đấu hay nhất mà anh từng chơi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hai bàn thắng anh ghi được ở phút 32 và 62 giúp Bồ Đào Nha xuất sắc giành tấm vé tới Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với kỳ World Cup thứ hai của mình, Bruno Fernandes được người hâm mộ rất trông chờ sẽ cùng siêu sao Cristiano Ronaldo giúp Bồ Đào Nha lên ngôi. Dưới thời huấn luyện viên Fernando Santos, Bồ Đào Nha thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, đôi khi có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3 trước những đối thủ yếu hơn. Bruno Fernandes vẫn sẽ được tin dùng tại vị trí số 10 quen thuộc trong sơ đồ 4-2-3-1. Đây cũng là sơ đồ phát huy được hết tất cả các giá trị của Bruno Fernandes. Với kỹ thuật cũng như nhãn quan tốt, anh chính là trạm trung chuyển chất lượng kết nối giữa tuyến hậu vệ và tiền đạo cho Bồ Đào Nha. Còn nếu buộc phải chuyển sang sơ đồ 4-3-3, hai cánh nhiều khả năng sẽ là vị trí mà Fernando Santos có lẽ muốn để anh vào. Tuy không sở hữu tốc độ như một tiền đạo thuần, nhưng nhờ vào khả năng có thể đưa ra những đường tạt bóng chất lượng, đây vẫn là điểm đến của những cầu thủ có thể bật cao hơn 2 m như trung phong Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes bắt đầu cho thấy những ảnh hưởng của mình trong trận giao hữu gần nhất trước thềm World Cup gặp Nigeria. Trong một ngày thiếu vắng siêu sao số 1 Cristiano Ronaldo, Bruno và các đồng đội đã có chiến thắng tưng bừng 4-0. Dù chỉ góp mặt trong 45 phút đầu tiên, nhưng đóng góp vào lối chơi chung của anh là rất rõ nét. Bằng chứng là hai bàn thắng ở phút thứ 9 và 35 cho thấy Bruno Fernandes đã thoát khỏi cái bóng của chính mình trong quá khứ. Anh hoàn toàn có thể trở thành nhân tố chính của Seleccao châu Âu trong hành trình tìm kiếm cúp vàng thế giới. Bruno Fernandes đã bắt đầu chứng tỏ rõ nét hơn những giá trị của mình trong màu áo của Quỷ Đỏ. Sự quan trọng của anh được thể hiện rất rõ qua cách mà đội chủ sân Old Trafford loay hoay trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng tại trận đấu với Real Sociedad tại mùa giải này. Đó rõ ràng chính là sự nỗ lực mà Bruno đã khổ luyện để trở nên quan trọng tại Manchester United và tất nhiên ở cả Bồ Đào Nha nữa. Anh vẫn sẽ nỗ lực để biến mình trở nên quan trọng. Một Bruno Fernandes không cần quá phô trương, không ồn ào nhưng chắc chắn sẽ luôn cống hiến hết khả năng của mình để giúp Bồ Đào Nha đạt được những vinh quang. Sẽ là một kỳ World Cup đáng mong chờ của Bruno Fernandes. Anh hiểu được rằng bản thân phải tiếp tục thể hiện tốt để đền đáp những mong chờ mà người hâm mộ kỳ vọng vào anh. Liệu có phải là ngông cuồng khi bảo anh chính là hạt nhân số 1 tại World Cup năm nay của Bồ Đào Nha? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ có được lời giải đáp ngay thôi tại kỳ đại hội thế giới này. Xin chào các bạn, vào lúc này các bạn đã có thể pre-order tập 2 của Bí ẩn Ozone và sẽ có một món quà rất đặc biệt đó là lịch thi đấu của World Cup 2022 được design theo phong cách của Bí ẩn Ozone. Hy vọng rằng là các bạn sẽ nhận được những món quà đó cùng với chữ ký của cá nhân tôi và một lời chúc của BLV Anh Quân với những tâm trạng tuyệt vời nhất để hướng tới World Cup. Hãy pre-order ngay lập tức trên link mà các bạn nhìn thấy ở dưới đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Bí ẩn Ozone.